Kể từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật đã buộc phải hủy, hoãn, gây ra không ít tổn thất đối với các đơn vị nghệ thuật, trong đó phải kể tới nhiều nhà hát nghệ thuật truyền thống như là tuồng, chèo, cải lương. Tuy nhiên, thay vì án binh bất động, một số đơn vị nghệ thuật cũng như cá nhân các nghệ sĩ đã đẩy mạnh áp dụng công nghệ và nền tảng số để duy trì hoạt động, tăng thêm cơ hội kết nối với khán giả của mình trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 căng thẳng. Từ ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều nghệ sĩ đã biến chính ngôi nhà của mình thành sân khấu biểu diễn và sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đưa các tiết mục nghệ thuật truyền thống đến với công chúng. Vừa là hình thức thay đổi để tồn tại trong khoảng thời gian các hoạt động nghệ thuật bị ngừng trệ. Phương Nga cũng như các nghệ sĩ, những cái ngọn lửa đam mê ở trong mình vẫn luôn luôn cháy và cái điều đó đã thôi thúc Phương Nga sử dụng các nền tảng mạng xã hội bằng cái hình thức là live stream qua trang cá nhân để kết nối và lan tỏa tình yêu nghệ thuật truyền thống đến với tất cả mọi người. Bên cạnh đó, nhiều nhà hát đã triển khai các chương trình biểu diễn online theo kế hoạch của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Những chương trình này đã đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo lên các nền tảng Internet, website, Facebook, YouTube để đến gần hơn với khán giả. Chẳng hạn như nhà hát tuồng Việt Nam, không phải đến khi dịch xuất hiện, nhà hát đã chủ động xây dựng trang YouTube riêng để đăng tải các trích đoạn, các vở tuồng đặc sắc nhất do các nghệ sĩ của nhà hát tuồng Việt Nam thực hiện. Những video này thu hút hàng trăm nghìn lượt xem của khán giả khắp nơi theo dõi và nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía khán giả trên khắp cả nước. Làm thế nào để nó phù hợp và nó thích ứng với tình hình thực tế của dịch bệnh thì các đơn vị nghệ thuật biểu diễn trực thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch của nghệ thuật biểu diễn đã chỉ đạo trực tiếp trong 12 đơn vị, trong đó có nhà hát tuồng Việt Nam, đã triển khai các hoạt động biểu diễn chung theo cái hướng chỉ đạo chung của lãnh đạo bộ, lãnh đạo cục. Đó là xây dựng các cái chương trình nghệ thuật gọi là chương trình online trên cái nền tảng số mà Cục Nghệ thuật biểu diễn đã xây dựng. Còn đối với nhà hát chèo Việt Nam, thay vì chỉ dựng vở, chương trình biểu diễn, lưu diễn phục vụ công chúng, 2 năm trở lại đây, nhà hát bắt đầu tổ chức ghi hình làm tư liệu và thực hiện các buổi diễn mini show theo hình thức trực tuyến. Riêng trong năm 2020, nhà hát chèo Việt Nam đã thực hiện ghi hình xong 100 làn điệu chèo nhưng là về hát. Năm 2021, đơn vị làm 8 chương trình bảo tồn, ghi hình 7 chương trình truyền thống, làm 1 trích đoạn, mời các nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ lão luyện trong nghề tham gia để giữ làm tư liệu. Nhà hát còn đặt mục tiêu ghi hình từ 30 đến 60 làn điệu chèo về âm nhạc. Với cái tinh thần là không ngủ mãi như thế, thế nên chúng tôi đã phải có thực hiện theo chỉ đạo của bộ, và bên cạnh đó thì nhà hát cũng đã làm một cái trang mini show vào tối chủ nhật hàng tuần. Thế thì chúng tôi đã được 2 số rồi. Ví dụ như chi trang fanpage của nhà hát chèo Việt Nam là có đến 50 mấy nghìn người, ít nhất là hiện tại bây giờ đến bây giờ theo dõi và cái phản ứng lại trong những cái việc làm như thế thì chúng tôi thấy là rất tốt. Có thể nói các sân khấu online đang tạo ra nhiều cơ hội để nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo và tạo động lực để các nghệ sĩ, diễn viên thể hiện niềm đam mê, rèn luyện, nâng cao kỹ năng diễn xuất, cống hiến cho nghệ thuật, cho công chúng trong bối cảnh dịch bệnh do COVID-19. Có thể thấy đưa các sân khấu nghệ thuật truyền thống lên nền tảng số là một hình thức chuyển đổi thú vị, phù hợp với tình hình thực tiễn, xu hướng phát triển chung. Thông qua đó, số lượng khán giả có thể tiếp cận nghệ thuật tăng cao, không chỉ khán giả trong nước mà cả khán giả quốc tế. Tuy nhiên bên cạnh đó còn không ít khó khăn trở ngại mà bản thân các nghệ sĩ và nhà hát đang phải đối mặt. Khó khăn đầu tiên phải kể đến là các hoạt động của một số môn nghệ thuật truyền thống như tuồng, chèo phải cần huy động số lượng diễn viên và đội nhạc tương đối lớn. Trong bối cảnh nhiều tỉnh thành vẫn đang thực hiện giãn cách xã hội, việc này tương đối khó khăn. Thứ hai là hạn chế về kỹ thuật và thiết bị truyền dẫn, nhiều chương trình buộc phải thu thanh riêng. Thực hiện làm sao để cái chất lượng nghệ thuật của những cái tác phẩm hoặc những cái trích đoạn hoặc những cái bài hát mình đưa lên trên trang cũng phải là thật là tốt. Chính vì vậy cho nên rất khó khăn cho cái việc luyện tập. Thì chúng tôi đã phải dùng bằng cách tức là những cái bài hát ấy, thì chúng tôi phải chuyển bài để cho các cái cá nhân, từng cá nhân mà được tham gia để mà vỡ bài. Sau đó thì là chúng tôi sẽ tổ chức thu thanh, nhưng hoặc là chúng tôi tổ chức tập thì hoàn toàn là với hình thức tập cá nhân. Sau đó chúng tôi chỉ có ghép lại với nhau một cách rất nhanh chóng. Quan trọng hơn cả là hạn chế sự tương tác với khán giả, thiếu vắng không khí vốn dĩ phải có tại các sân khấu thực thụ. Không khí ấy được cộng hưởng từ nhiều yếu tố,
sân khấu, dàn nhạc, nghệ sĩ và công chúng. Kịch hát dân tộc là một loại nghệ thuật sân khấu biểu diễn hết sức là đặc biệt. Nếu như mà chúng ta không có được cái không gian, không có được cái điều kiện thuận lợi để cho nó phát huy các cái điều kiện đặc trưng cơ bản của kịch hát dân tộc thì rõ ràng là nó sẽ có những cái hạn chế nhất định. Thì chúng ta sẽ không có yếu tố khán giả. Và không có yếu tố khán giả thì nó có cái tác động không tốt. Và nó có những cái hạn chế nhất định khi mà cái người diễn viên không có sự tương tác, không có sự cảm xúc giữa cái người xem và cái người nghệ sĩ biểu diễn. Tất nhiên, trong giai đoạn dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp thì nghệ sĩ có tác phẩm, được biểu diễn, được thăng hoa trên sân khấu đã là điều đáng quý. Tuy nhiên, việc số hóa trong bối cảnh đại dịch cũng đang khiến nhiều đơn vị nghệ thuật và nhiều nghệ sĩ gặp khó khăn.